Con Google Pixel 3 này mình mới đặt mua trên Shopee về, và sau một ngày trải nghiệm thì mình đã rút ra những cái cảm nhận, những cái đánh giá nhanh thôi để các bạn tham khảo xem có nên quyết định mua cái con này trên Shopee hay không. Cái link Shopee đặt hàng thì mình để dưới phần mô tả của video. Về hình thức ý, thì con này là mình đặt cái bản này là bản 64GB, cái bản rẻ nhất luôn, màu hồng, màu lót pink ý. Thực ra là thực tế cái màu thực tế nó không, nó giống như màu cháo lòng ấy. Đấy, lên bàn với con này màu trắng này, màu cháo lòng này, khá là đẹp. Đây, cái máy mình nhận được là cái bản này đây, máy rất đẹp, không có một vết gọi là cấn móp hay xước gì luôn ấy. Mình không tìm thấy một vết xước nào luôn, hình thức quá ok luôn đó. Được tặng cả cường lực và ốp lưng, đây cường lực mình dán rồi đây. Còn để còn về màn hình đi, cái màn hình con này thì mình theo cái cảm nhận của mình thì mình đánh giá con này là màn hình xấu, xấu so với những con mình đang dùng, như con G8 này, con Sony X3 này, cũng là màn OLED thôi, nhưng mà con này thì nó chỉ dừng lại ở độ phân giải Full HD cộng Full HD Plus, nên là nó độ mịn thì nó không được tốt lắm. Thứ hai nữa là cái về cái màu sắc ấy, nó không được tươi, màu nó cái màu trắng thì nó hơi bị ám ám, hơi bị vàng một chút, cái loại màn hơi bị vàng vàng hơn so với con kia một chút. Và cái phần về phần màu sắc hiển thị thì nó không quá rực, nhưng mà nó lại không tươi, nó không mịn, à nó không không tươi lại tươi hẳn lên ấy, nhìn nó cứ đục đục, à nhìn nó có kiểu nó bẩn bẩn ấy, mình xỉn xỉn màu ấy. Mình đang nhìn con kia, mình sang con này mình sẽ cảm nhận được ngay đó, nó chỉ tương tự như mấy con màn Xiaomi, mình thậm chí còn không đẹp bằng Xiaomi đâu. Con Mi 8 trước mình dùng còn đẹp hơn con này đấy, màu cho nó mịn hơn con này đó, không lỗi không ám, nó không không ám, không bị lỗi, không bị ám gì cả. Nhưng mà xấu về độ sáng màn hình thì con này là độ sáng trung bình, mặc dù nó là màn OLED, AMOLED này, à OLED đấy, nhưng mà cái độ sáng của nó chỉ chút trung bình thôi, nó không sáng như con LG đâu. Ra ngoài vẫn nhìn vẫn bị khó nhìn bình thường, trời nắng gắt vẫn khó nhìn bình thường. Đây pin này, pin mình đo bằng cái phần mềm này qua 3 lần sạc đây, thì nó cái dự hiệu suất của nó còn 87% đó, 2535 trên 2915 đây, khá là ổn so với một con máy cũ mà sau vài năm rồi, cũng vài năm rồi, thì dung lượng con này này là ổn. Trải nghiệm thực tế của mình thì mình dùng từ lúc sạc đầy lúc sáng này, mình sạc cách đây 5 giờ trước này, mình đã dùng được khoảng 2 giờ 40 phút trên màn hình. Tác vụ của mình chủ yếu là chụp ảnh và xem YouTube đấy. Mình ra ngoài mình chụp ảnh, mình so để mình so camera với con HTC U12 Plus này của mình đấy. Tiện luôn nói phần phần chụp ảnh đi, con phần camera con này ấy, thì mình đánh giá thì dưới 3 triệu thì chắc nó vô đối rồi, chụp rất là tốt, nó cũng không đúng, tức nên là nó sẽ tốt so với cái mức giá và cái thời điểm nó ra mắt, chứ bây giờ thì thực sự là rất nhiều máy có thể chụp được như này rồi, chất lượng chụp tốt như con này rồi. Bởi vì cái chất ảnh con này thì nói về đẹp thì nó cũng bình thường, nếu các bạn mang chụp người thì mình nghĩ là nó không được đẹp đâu, bởi vì chụp người nó làm cho, bởi vì nó xử lý ảnh theo kiểu có đậm chất Google, nó giống như kiểu là HDR ấy, nó đẩy đẩy cái độ sáng vùng tối và giảm độ độ highlight vùng sáng đi, nó làm cho bức ảnh trở nên nhìn nó phẳng, và nó như kiểu là nó bạn khi bạn chụp ấy, bạn sẽ cảm thấy được là nó cái ảnh vùng sáng vùng tối chênh sáng ấy, nó làm đều hết lên, rõ hết lên đó, nhìn rất là ok, xử lý các vùng cháy sáng rất là ok. Nhưng mà nó vẫn có hiện tượng như là chụp tối nó vẫn bị noi, mình khẳng định là con này vẫn bị noi. Nhiều bạn sẽ không thích cái chất ảnh của con này đâu, bạn chụp hay đi chụp người chụp linh tinh sẽ không thích chất ảnh đâu, bởi vì nó làm cho có thể là làm cho ảnh nhìn nó không bắt mắt lắm, không như bằng bọn Samsung hay là iPhone chụp sẽ đẹp hơn con này đấy. Mình dùng con này chụp iPhone rồi, mình biết chụp ra người rất là đẹp, nhưng dòng Pixel này chưa chắc đã đẹp đâu. Mình sẽ so sánh chụp với con HTC, là một video so sánh chụp với con U12 Plus kia đấy.
Mình không chơi game nên là mình cũng không test game test trước gì cả. Mình chỉ dùng wifi và 4G thôi. Thì mình nghĩ con pin con này sẽ rơi vào khoảng 4 tiếng dùng liên tục hỗn hợp mạng xã hội linh tinh. Ở độ sáng này mình đổ độ sáng cũng tương đối cao đấy. Mình ra ngoài mình chụp mình để độ sáng tầm trên 80% ấy. Thì nó sẽ đủ nhìn. Còn để tối hơn thì con này khá tối. Hầu như không 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 dùng được cái mức độ sáng như này, lúc nào phải để như này nên gần đầy gần gần căng như này thì mới dùng được. Đó. Nên các bạn nào cân nhắc nên dùng trước khi mua nên cân nhắc cái vấn đề này. Thiết kế của nó thì phù hợp cho lỡ dùng con này thì nó nhỏ nhưng mà lam dùng thì lại hơi bé. Mà lỡ dùng thì hay chụp ảnh thì cặp trước con này có 2K này, cao góc rộng này nhưng mà mình test rồi nó cũng tương đối ổn. Tương đối led đấy, được là led đấy. Đó.